Tuần tới thì ngày nào tốt nhất để quý vị làm những cái việc quan trọng trọng đại? Hãy theo dõi tử vi tuần mới ngày này tốt xấu như thế nào quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, tuần mới bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 năm 2022. Âm lịch là từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 5. Về tổng quan tuần thì có thể tóm tắt như sau. Thứ hai thì là ngày tuần đầu tuần phạm tam đường sát và là ngày sát chủ dương, lại kết hợp với ngày hắc đạo, do vậy kỵ với nhiều việc, kỵ nhất là các cái tuổi nhâm tuất, canh tuất, canh thìn. Thứ ba thì là ngày có ngũ hành tương sinh nhưng lại phạm nguyệt kỵ, ngày có sao thủy chiếu cho nên khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt, và đặc biệt thì là có cái sao thủy gặp ngày tị thì bị đoạt khí, tính chất hung của nó càng thêm hung. Ngày này kỵ các tuổi Kỷ Hợi, Tân Hợi, chính xung với các ngày thì có tuổi Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ. Thứ tư thì là ngày rất là đẹp, không phạm kỵ gì. Ngày này kỵ các tuổi Canh Tý, Mậu Tý, các tuổi còn lại không phải kiêng kỵ gì và có thể làm các việc quan trọng rất là tốt quý vị nhé. Thứ năm thì là một ngày tốt nhưng riêng các tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu thì xung khắc nặng. Thân Tý Thìn thì là tam sát kỳ mệnh, không nên làm gì quý vị nhé. Các tuổi Mão Mùi thì về cơ bản không phải kiêng kỵ gì. Thứ sáu thì là ngày Thân lại sao quỷ chiếu, phạm thuộc đoạn sát, cho nên là đình chia tiền, chia tài sản nó tản mát hết quý vị nhé. Ngày này thì kỵ nhất các tuổi Nhâm Dần, Giáp Dần. Thứ bảy thì là ngày Tam Nương, làm việc đừng vướng đến nữ giới anh em nhé. Nhiều phiền hà rất là nhiều, lại thêm sao Liễu là sao xấu. Vâng, có thể thấy thứ bảy là một ngày phù hợp để nghỉ ngơi và làm những cái công việc bình thường, và những cái công việc mang tính đầu tư lớn hoặc là khởi tạo, khai mở quan trọng thì nên chọn cái ngày khác quý vị nhé. Ngày này đi chơi vui vẻ, du lịch tham quan thì rất là hợp lý vì vừa là ngày đại an vừa là ngày thiên đường. Chủ nhật thì là ngày tốt, nhiều việc từ kiện tụng, canh canh thìn, giáp thìn tốt nhất thì đừng làm gì vì đụng đâu hỏng đó anh em nhé. Chi tiết của từng ngày trong tuần thì mời quý vị đón xem các video tử vi hàng ngày trên kênh Tử Vi Ông Đồ vào lúc 18 giờ hàng ngày quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, thì trong tuần tới thì có những cái ngày tốt và những cái việc gì làm thì được thuận, việc gì nên tránh không nên cố làm, và xin được thưa với quý vị như sau. Để đánh giá một ngày tốt thì phải dựa trên 5 tiêu chí. Thứ nhất là sao chủ của ngày là hung tinh hay là cát tinh. Thứ hai là phải xét sự hoạt động và ảnh hưởng của các sao theo mỗi ngày. Thứ ba là phải xem ngày đó có phạm kỵ gì không. Nếu gặp ngày phạm sát chủ, thủ tử thì ngày đó được xem là cái ngày xấu. Thứ tư là phải xét đến ngũ hành ngày tương sinh hay là tương khắc. Và cuối cùng là phải xem đến cái trực ngày là trực gì thì phù hợp hoặc là không phù hợp với loại công việc nào. Từ các tiêu chí như vậy, Tử Vi Ông Đồ thấy tuần này chỉ có ngày thứ tư là ngày 22 tháng 6 dương lịch, âm lịch là ngày 24 tháng 5, tức là ngày Bính Ngọ, tháng Bính Ngọ, được đánh giá là một ngày đẹp nhất để quý vị triển khai những cái công việc quan trọng. Vâng, theo nhị thập bát tú thì ngày này là có sao Sâm, và sao Sâm chiếu đây là cái sao tốt, đây là sao chủ về vinh hiển, an táng cát lợi, buôn bán thì phát tài. Xem đến sao chiếu theo ngày thì có các sao tốt hoạt động mạnh đáng kể là Nguyệt Đức, Thiền Quý, Thiền Quan, Mãn Đức Tinh, Quan Nhật, đều là những cái sao tốt cho nhiều việc. Và đặc biệt có sao Nhân Chuyên thì nằm trong tam đại kết tinh hóa giải mọi loại sao xấu. Tuy nhiên trừ kim thần thất sát, sát chủ thủ tử thì không giải được. Theo bành tổ bách kỵ Nhật thì ngày này không phạm kỵ gì, không phải kiêng kỵ gì. Về ngũ hành thì thứ tư là ngày Bính Ngọ, là ngày hoàng đạo, ngũ hành nên mệnh là thiên hà thủy. Ngày Bính Ngọ thì can chi tương đồng thuộc hành hỏa. Về ngũ hành thì đây là ngày rất là đẹp, trực là ngày là trực kiến. Ngày có trực kiến còn phù hợp với các việc đại sự như là ăn hỏi, động thổ, an táng, cầu an. Và vì được bổ trợ của Phúc Sinh, Quang Nhật, Thanh Long, Đại Hồng Sa, Hoàng Ân, Thiên Quang, Quan Nhật,
Tuy nhiên bên cạnh đó thì ngày này rất xấu để nhập trạch khai trương xuất hành do phạm phải chu tước và vãng vong. Nhiều việc, nguyệt yếm đại họa cũng không tốt cho xây dựng. Vâng thưa quý vị, nếu xét riêng thì thấy có sự mâu thuẫn, tuy nhiên nếu tổng hợp lại thì thấy sự xuất hiện của đại cái tình nhân truyền đã khắc chế được những ảnh hưởng của sao xấu trong ngày hôm nay. Do vậy thứ tư rõ ràng là một ngày tốt nhất của tuần tới và quý vị có thể tiến hành được những công việc lớn, việc quan trọng sau ngày này. Và chỉ xin lưu ý là những cái công việc liên quan đến xây dựng và cưới hỏi thì nếu xem tuổi của đương sự mà hợp tốt thì hãy tiến hành, còn nếu không thực hiện sự hợp tốt thì không nên cố. Việc quan trọng còn lại là hãy dựa giờ tốt mà triển khai quý vị nhé. Và chi tiết của ngày này hợp nhất cho những tuổi nào, và mặc dù là ngày đẹp nhưng vẫn có cái tuổi không thuận là những tuổi nào, mời quý vị xem thêm tại video tử vi ông đồ hàng ngày trên kênh tử vi ông đồ vào 18 giờ hàng ngày để rõ hơn về chi tiết quý vị nhé. Về xuất hành thì theo khổng minh lục diệu thì tên ngày là ngày thiên thương, tức là ngày xuất hành tốt. Xuất hành gặp cấp trên thì rất là tốt, cầu tài được tài, mọi việc được thuận. Và nếu có việc xuất hành thì nên đi vào các giờ từ 5 đến 7 giờ, 17 đến 19 giờ là giờ đại an, 13 đến 15 giờ là giờ tiểu cát. Trong ngày nếu chọn giờ triển khai công việc thì nên chọn các giờ sau sẽ được đại cát thành thần. Giờ Tân Mão từ 5 đến 7 giờ là giờ Ngọc Đường, giờ này tốt cho động thổ xây dựng nhà cửa, kết hôn, nhậm chức, nhập học khai trương. Giờ Giáp Ngọ từ 11 đến 13 giờ là giờ tư mệnh, hợp với các việc như là khai trương, cắt băng khánh thành, mở cửa hàng, ký kết hợp đồng, kinh doanh, mưu cầu tài lộc và giúp đỡ người khác. Giờ Thân thì từ 15 đến 17 giờ là cái giờ Thanh Long, thì đây là một trong 6 giờ hoàng đạo may mắn nhất. Giờ Thanh Long thuộc khung giờ của sao Thiên Ất. Nếu bắt đầu công việc trong giờ này thì mọi việc sẽ vô cùng may mắn và hanh thông. Đặc biệt nếu là chuyện cưới xin hay là thành lập gia đình trong khung giờ này thì cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Vâng, những cái vẫn xin nhắc lại là như đã nói ở các chi tiết trên, riêng cưới hỏi trong ngày này thì chưa thực sự là toàn vẹn tốt đâu quý vị nhé. Giờ Đinh Dậu 17 đến 19 giờ là giờ Minh Đường, giờ này thuộc sao Ngự Trị. Nếu chọn đúng giờ Minh Đường lập nghiệp khởi tạo thì mọi việc suôn sẻ hơn, bởi làm việc gì cũng được quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ, việc khó khăn sẽ trở nên dễ dàng hơn, mọi thứ sẽ suôn ra thuận lợi như ý muốn. Vâng thưa quý vị, thì xin được nhắc lại thứ tư là ngày tốt nhất trong tuần tới chứ không phải là ngày cực tốt trong tuần. Vâng, những cái chia sẻ của tử vi ông đầu là nhằm giúp những cái quý vị có công việc lớn bắt buộc phải tiến hành thì nên chọn cái ngày thứ tư mà làm, vì những ngày còn lại trong tuần tới thì không thực sự đẹp bằng. Quý vị hãy tham khảo và cùng chiêm nghiệm với tử vi ông đồ để xem liệu có đúng không. Và quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh và chia sẻ video này nếu quý vị thấy nội dung có ý nghĩa bổ ích cho quý vị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.